Xin chào cả nhà, thì hôm nay mình có đến nhà vườn của anh Châu ở ấp Phú Hội, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre cả nhà, để quay giao lưu với cả nhà một số cây mai ghép mình về mình chơi Tết nha. Rất mong cả nhà mình xem tham khảo và ủng hộ anh Châu nha cả nhà. Ở dưới đây mình có cái mặt hoa của dạo Thủ Đức nè cả nhà, nút nụ nè cả nhà, quá chừng luôn. Hàng này là mình về mình chơi Tết vô tư rồi cả nhà, mặt hoa nè cả nhà, quá chừng đẹp luôn. Dạ em chào anh Châu. Dạ chào anh, chào dạ. Cô chú anh chị, em mới tới kênh. Em tên Khánh Châu, địa chỉ của em ở ấp Phú Hội, Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre. Dạ. Số điện thoại liên hệ của em 0911 531 741, cũng số Zalo của em luôn ạ. Dạ rồi, hôm nay mình giao lưu mấy mức giá anh Châu? Dạ, mai quá rẻ anh ơi, có 100.000, 80, 150, 30, 50, đủ dạ. Loại anh. Dạ rồi, cả nhà mình tham khảo nha cả nhà. Rồi bây giờ mình tham khảo cái hàng trung mình chơi Tết được nha cả nhà. Dạ. Rồi. Đầu tiên là cái gì anh? Dạ mai giảo Thủ Đức anh. Rồi giảo Thủ Đức cả nhà. Đây. Rồi như cây như vậy thì anh cho vô luôn sao anh? Cây nhỏ về em để cho cô chú anh chị mình có 80.000 cây. 80.000 cây. Dạ. Dạ. Rồi đây cả nhà, mình tham khảo này anh cho ghép bao lâu rồi? Cái này em ghép được 2 mùa anh. Dạ 2 mùa cả nhà. Đây cái hoành này chắc mình lấy cả chừng 4 ngón tay không anh Châu? Dạ cỡ ngón út tới. Dạ rồi vậy là 5 ngón luôn ha. Rồi nút nụ đây cả nhà, rồi giảo Thủ Đức, rồi nút nụ để hang. Chiều cao bên đây mình lấy có chừng nhiêu anh? Chiều cao này cỡ 40 cm anh. Dạ 40 cm cả nhà. Rồi cho em tham khảo thêm vài gốc nữa đi anh cho. Tất cả đều có xử lý đế hết nha cả nhà. Đây mình quấn vòng 2 vòng, nút nụ thì thôi quá chừng luôn. Rồi khoan để mình quay nút nụ cho nhà, mình quay cái đế cho cả nhà mình tham khảo ha. Đây cả nhà ơi, rồi 80.000 cây thì bao nhiêu cây anh cho gửi? Dạ cái này 2 cây em gửi hàng bao phí ship 5 cây tới lên anh. Dạ 2 gửi hàng bao 5 cây trở lên thì mình bao phí ship cả nhà. Rồi cây như vậy gọn gọn nè cả nhà. Nó già cây lắm cả nhà, liền cốt hết trơn không anh Châu? Dạ, cái hàng này liền cốt khoảng chừng 90% luôn. Dạ, đây cả nhà. 80.000 một cây cả nhà ơi. Cái nhà lấy số lượng thì cứ liên hệ anh Châu cả nhà, anh Châu sẽ để giá mềm cho cả nhà hoặc mình lại vườn á nha. Thì nó còn hở có chút xíu vậy ha. Dạ. Lại vườn mình xem cây mình lựa thì giá nó cũng ưu đãi cho cả nhà luôn nha. Xử lý đế hết nha cả nhà cứ an tâm chuyện đó ha. Với lại nút nụ tất cả đều có xử lý nút nụ hết. Rồi hàng này mình về mình chơi Tết, mình chỉ cần thay chậu mình về mình chơi Tết thôi cả nhà. Còn cái này mình bó bầu mình gửi cho cả nhà nha. Chứ mình để chậu mình gửi cái chậu nó bể cả nhà, cây nó mất sức. Rồi cả nhà mình tham khảo nha cả nhà. Đây quá chừng nút nụ luôn. Tiếp theo thì mình tới hàng lớn hơn cả nhà, cũng giảo Thủ Đức ha anh. Dạ cũng giảo Thủ Đức luôn anh. Dạ rồi, cái cây này thì thông số chiều cao mình lấy cỡ chừng bao nhiêu anh? Này 1 gan, 2 gan. Cỡ 50 cm mình ha. Dạ. 45-50 cm. Dạ Thủ Đức. Cái này anh cho ghép được mấy mùa rồi? Cái này em ghép 2 mùa rưỡi rồi. 2 mùa rưỡi cả nhà. Rồi đây. Nó nhỉnh hơn bên kia nửa mùa ha anh. Dạ. Rồi. Tay cái, cái em. Dạ, tay cái luôn cả nhà. Rồi cái này anh cho giao luôn sao? Rất là cứng ha. Dạ. Đây cả nhà, cái dàn xương nữa nha. Hàng này chắc liền cốt hết trơn anh cho. Dạ, này liền cốt hết rồi. Rồi, nút nụ đây cả nhà, quá chừng nút nụ luôn cả nhà ơi. Cái này anh cho giao luôn sao anh? Nụ tông bóng. Dạ. Cái này em để cho cô chú anh chị mình 100.000 cây à. 100.000 cây. Dạ, 2 cây em gửi hàng bao phí ship 5 cây. Dạ, 2 gửi 5 bao phí ship cả nhà. Dạ. Thì mặt không gió của giả Thủ Đức này cả nhà. Cả cỡ này là bự hơn 3 ngón tay mình rồi cả nhà. Mình để ngón tay thứ tư vô luôn nè. Rồi, 100.000 cây. Đây. Mình thêm 20.000 nữa thì mình được loại lớn hơn nửa mùa nữa nha cả nhà. 2 mùa lên 2 mùa rưỡi là thêm 20.000 nữa. Cũng 2 cây gửi hàng. Cô chú anh chị mình ship. Thích phong cao, em có số phong cao cho cô chú anh chị mình ha. Cái này dạ. Cỡ 60 cm. Rồi. Cây chảng chảng. Có cao có thấp cả nhà. Dạ. Thấp thì cái tàn nó đều nó tròn hơn anh Châu. Dạ đúng rồi anh. Dạ. Rồi số lượng bên đây mình cũng có nhiều quá anh Châu à. Bao nhiêu lận anh? Nguyên vườn mình. Cái này em có khoảng chừng 300 cây anh. 300 cây. Rồi đây cả nhà cái phơm cao nè cả nhà. Thì liền cốt, liền thân hết trơn rồi. Dạ. Đây còn con cái em luôn ha. Dạ đúng. Để xử lý đa dạng nha cả nhà. Có giống như đất chất nền nó nhìn đẹp ghê không. Rồi đây nút nụ đây cả nhà, hàng bao nút nụ cho cả nhà mình chơi Tết luôn, yên tâm nha cả nhà. Cả nhà mình cứ liên hệ số điện thoại anh Châu, mình để bên góc trái màn hình, anh Châu có thể lựa cây cho cả nhà mình tham khảo ha. Nếu mà được thì cả nhà chốt đơn nhận hàng, kiểm tra hàng trước thanh toán giúp mình ha. Số điện thoại có Zalo luôn phải không anh? Dạ đúng rồi anh. Dạ anh Châu, nhà vườn mình ở Phú Hội, Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre nha cả nhà. Dạ, loại tiếp theo là mai cúc thọ hương. Dạ. Cái này em ghép được 3 mùa rồi. 3 mùa, rồi. Thọ hương này anh Châu vô luôn sao anh? Dạ, cái này em để cho cô chú anh chị mình có 150 cây nha. 150 cây. Dạ. Rồi, cái thông số mình lấy làm sao anh Châu? Cái thông số này 1 gan, 2 gan, 3 gan tay của mình á. Dạ, mình lấy từ 50 cho tới 60 đi hả anh? Dạ. Dạ. Chiều cao nó... Tán ngang khoảng nhiều anh? 45-50 cm luôn. Rồi.
Cái này anh Châu giao lưu với giá là bao nhiêu anh? 150.000. 150.000 cây cả nhà. Cây em gửi hàng bao phí ship 4 cây trở lên. Dạ, 4 cây mình bao ship rồi cả nhà. Rồi đây, cái gốc này mình lấy cỡ ngón giữa tới ngón cái em không? Dạ đúng rồi. Rồi. Hàng này liền cốt hết anh ha. Dạ, cái này rồi. Liền cốt hết rồi. Xử lý đa dạng đế nha cả nhà, để mình quay nút nụ cả nhà mình tham khảo. Đây cái dàn nút nụ ở trong nè cả nhà. Đây hang, đây nút nụ nè cả nhà. Rồi thọ hương, nụ thì nó mắt lá nó thưa cho nên nụ nó ít. Nói chung là có nụ hết trơn, mắt lá là có nụ hết trơn cả nhà. Thì cái này nó nở bông chùm. Rồi cả nhà mình tham khảo ha, nhưng cây về cái tàn nè cả nhà. Anh Châu xây một vòng giúp em thử đi anh Châu ơi. Đây, 150.000 cả nhà, hai cây mình gửi, 4 cây mình bao phí ship cho cả nhà nha. Đây thọ hương số lượng mình có nhiều không anh? Thọ hương này em còn khoảng 100 cây hả? Dạ, rồi anh Châu cho em tham khảo thêm một cây nữa đi anh Châu ơi. Đây. Rồi đây, mình tham khảo thêm một cây nữa. Có phum lùn không anh Châu? Dạ, này chiều cao cỡ đây có. Chắc cũng cỡ 50 lên hết hàng. 50 lên hết rồi. Dạ, rồi đây, như cây này cả nhà. Đó, cây này thì nó cao hơn nè cả nhà, cây này chắc cũng 60 6 mấy luôn anh Châu rồi. Dạ đúng rồi. Rồi đây cả nhà. Cây như vậy ha, 150.000 cả nhà. Rồi ơi. Đây, hồi như cây này nó cũng bùm xùm dưới anh Châu. Nè, cây này cũng 150 luôn anh. Ừ. Rồi đây, để mình quay gần gần cả nhà mình tham khảo ha. Cái đế này cả nhà. Để xử lý đa dạng, cái này mình mô xuống dưới là có đế hết trơn cả nhà. Mình về mình thay chậu mình chơi Tết là vô tư rồi. Hàng 3 mùa ha anh. Dạ 3 mùa. 3 mùa rồi cả nhà. Đã loại tiếp theo là mai giảo tự sắn. Dạ. Dạ. Rồi giảo tự sắn. Chiều cao bên đây anh lấy khoảng chừng nhiêu anh Châu? Cỡ 3 tấc ha. Dạ, 3 tấc cả nhà. Rồi cái này anh Châu ghép bao lâu rồi? Cái này em ghép hôm tháng Giêng tới nay anh. Dạ, tháng Giêng tới nay. Rồi cái này anh Châu định vô luôn sao anh? Cái này em để cho cô chú anh chị mình 50.000 cây. Dạ, 50.000 cây. Cái hoành này anh Châu lấy cả chừng bao nhiêu? Cái này cỡ điếu thuốc cho tới ngón út mình ha. Dạ, điếu thuốc tới ngón út để xử lý đa dạng nha cả nhà. Đây, mình mâu xuống dưới là có đế nha cả nhà. Rồi nút nụ, để mình quay nút nụ cho cả nhà mình tham khảo ha. Cái hàng này nút nụ cũng tương đối thôi cả nhà. Tương đối thôi ha. Chưa được mùa hết anh. Dạ này chưa được mùa. Rồi đây cả nhà, để mình quay gần gần cái nhà mình tham khảo ha. Đây. Cái này phải dán lá lên cả nhà ơi, nút nụ nụ kim. Toàn để mình quay mình kiếm nút nụ mình quay cho cả nhà mình tham khảo, này nó rủ rủ xuống. Anh Châu dán dán lá thử cho anh Châu. Dạ. Dán lá tìm nụ cả nhà. Đó, quá trời nụ. Đây đây đây, nụ ở trong nè cả nhà. Nó nằm mút ở trong ha, nụ kim nè cả nhà. Đây cả nhà thấy không cả nhà? Đây đây, để mình quay gần gần cho cả nhà mình xem nha. Rồi đây nút nụ đây cả nhà, đây nút nụ nè. Rồi, tại vì nó nằm trong nách lá cho nên khó xem cả nhà, nên mình quen vậy không biết cả nhà có thấy rõ không ta. Rồi đây ha, nhưng cây như vậy là 50.000 cây rồi, bao nhiêu cây anh Châu gửi? Cái này em gửi hàng 5 cây tới anh. 10 cây em bao phí ship. Dạ rồi, 10 cây bao phí ship, 5 cây mình gửi cả nhà. 5 cây em gửi hàng, 10 cây em bao phí ship, dạ. Cho cô chú anh chị mình một cây luôn. Rồi 10 tặng 1 luôn hết anh. Dạ 10 tặng 1. Rồi, giả tự sắn cả nhà. Bên đây số lượng anh có nhiều không anh Châu? Số lượng này em còn khoảng 1.000 cây anh. 1.000 cây, ở đây chỉ có một ít thôi cả nhà, ở ngoài kia còn nhiều nữa. Đây, nhiều khu lắm cả nhà ơi. Giảo tự xoắn ha. Dạ, loại tiếp theo là mai giảo thủ đức. Dạ, cái này. Này em ghép hôm tháng Giêng tới nay. Rồi, tháng Giêng tới nay, vậy là nó cùng một lứa với giảo tự xoắn nãy ha. Dạ. Cái này chiều cao mình lấy cỡ nhiêu anh? Cái này chiều cao cỡ 30cm luôn. 30 ha. Dạ. Rồi. Cái này em để cho cô chú anh chị mình 30.000 một cây. 30.000 cây. Dạ, 5 cây em gửi hàng bao phí ship 10 cây trở lên. Dạ. 10 cây em tặng cho cô chú anh chị mình một cây luôn ha. Dạ rồi, 5 gửi hàng 10 bao ship tặng một nha cả nhà. Thì cái này hoành mình lấy chắc cũng cỡ như cái lô sắn hồi nãy không anh? Dạ, hoành cỡ lô sắn nãy anh. Dạ, để xử lý đa dạng nè cả nhà. Đây, em rồi, đây. Đều vô dây lắc lượng. Dạ, uống thân hết trơn rồi. Rồi đây cả nhà, để xử lý đa dạng nha cả nhà. Cái này mình môi ra là có à, tại vì nè, cái này bị chôn lên nè cả nhà. Bị đắp lên nè. Rồi, nút nụ cũng có vài nút nụ nha cả nhà. Hàng này gọn gọn nhỏ nhỏ nè. Cái này cô chú anh chị mình về trồng đất là hết sảy ha. Dạ, thủ đức mà trồng đất ngon lắm anh. Dạ, màu lớn lắm. Dạ, cái hàng này mình trồng một năm, qua năm sau cái là bự chản luôn cả nhà. Trồng đất nha, chứ mà trồng vô chậu thì nó đứng nó chậm lắm cả nhà ơi. Chậm hơn. Dạ. Dưới đất. Mình có đất mình dung mô ha, cho nó ráo nước ha, mình trồng. Rồi mình mua số lượng lớn nha cả nhà. Mình mua nhiều nhiều cả nhà, vài trăm hay là ngàn gì cả nhà. Thì số lượng mua càng nhiều, số lượng giá nó càng rẻ cả nhà. Cả nhà cứ liên hệ thì hai bên mình thương lượng giá cả với nhau ha. Cái này là mai loại cúc thọ hương. Dạ. Em ghép cũng chung với cái lô hồi sớm luôn, từ tháng Giêng tới nay ha. Dạ, cái này mình vô luôn sao anh? Dạ, cái này cũng 30.000 cây. Rồi, vậy là đồng giá với thủ đức hồi nãy ha. Dạ. Rồi, 30.000 cây luôn cả nhà. Đây.
Anh, cái thọ hương này mà mình trồng đất nó ngon hơn Thủ Đức không? Dạ, nó mau lớn hơn Thủ Đức nhưng mà giá trị nó không bằng cái Thủ Đức. À, dạ. Nó mau lớn hơn nhưng mà giá trị lâu năm nó không bằng ha. Dạ, dạ. Tại vì em thấy gốc già mùa, gốc nhớt già mùa em thấy Thủ Đức nhiều. Dạ, đúng rồi. Đó. Vậy cái này mình trồng có thể mình trồng chơi được cả nhà, chứ còn giá trị lâu năm thì chắc không bằng Thủ Đức. Nếu mà mình hướng đầu tư thì mình nên đầu tư Thủ Đức ha anh. Dạ, đúng rồi. Rồi gốc cũng cỡ cỡ như bên kia luôn ha. Dạ, anh Châu. Cỡ bên kia anh. Dạ, gốc ghép nó cùng cùng kích thước với nhau nè cả nhà. Rồi đồng giá 30.000 một cây cả nhà, năm gửi hàng 10 bao ship tặng một luôn. Rồi quá chừng luôn cả nhà ơi, số lượng bên đây. Hầu như là tất cả cái cây đều dựng đọt với lại ghim cái cây cả nhà cho mưa gió không ngã cả nhà. Rồi cả nhà mình tham khảo nha. Dạ, cuối clip em chúc cô chú anh chị mình thật nhiều sức khỏe, rất mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị, em xin chân thành cảm ơn ạ. Dạ rồi, em cảm ơn anh, cảm ơn cả nhà đã xem hết clip nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà.